trà xuất hiện thường xuyên trong đời sống của người Anh. Họ thường uống rất nhiều lần trong ngày. Ở cả chiến trường ác liệt nhất cũng không thể thiếu được thứ đồ uống nói trên. Ở số Blitz Fact tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu cách binh lính Anh nấu ăn, pha trà, tiện thể làm cháy luôn cả xe tăng để mở tiệc nướng ngoài trời. Và đừng quên nhấm nhi tách trà trong lúc theo dõi những sự thật thú vị sau đây nhé. Xe tăng Anh từng tham chiến tại Việt Nam. Centurion MK51 là phiên bản nâng cấp của xe tăng Centurion dành riêng cho chiến trường Việt Nam. Chúng được triển khai bởi nhiều đơn vị thiết giáp Úc vào đầu năm 1968, đảm nhận vai trò hỗ trợ bộ binh. Tuy hoạt động tác chiến khá hiệu quả, nhưng không thể tránh khỏi số phận bị quân đội ta làm gói. 58 chiếc tham gia phục vụ, 42 chiếc bị hư hại và 6 chiếc không thể sửa chữa. Để thích nghi với địa hình Việt Nam, tấm chắn hai bên đã được tháo ra nhằm không bị cuốn vào cây và bùn kết vào các bánh xích. Đèn rọi hồng ngoại, kính nhìn đêm cũng được trang bị. Một thùng nhiên liệu 380 lít được lắp ở phía sau, tăng khả năng hoạt động vốn dĩ rất hạn chế của chiếc xe này. Dù đã thay đổi, nhưng chúng chỉ có thể đi tuần tra vài vòng quanh một số địa điểm hoặc phòng thủ là chính. Chưa kể, do trọng lượng quá lớn khiến cho mặt đường mà chúng đi qua gần như bị phá hủy. Đây cũng chính là chiếc xe tăng nặng nhất từng tham chiến ở Việt Nam với trọng lượng lên tới 51 tấn bởi tác hạng nặng M103 của Mỹ chỉ được chạy thử nghiệm ở các bãi cát. Centurion cũng là một trong những dòng xe tăng phổ biến nhất trên thế giới, được trang bị ở quân đội nhiều nước. Niềm vui Blitz, nỗi buồn PC. FV4202 là tăng hạng chung thử nghiệm trên nền tảng Centurion, cơ sở để phát triển xe tăng chiến đấu chủ lực Chieftain sau này. Ở bản Blitz hiện tại, chiếc xe sử dụng hai khẩu pháo 105mm với loại đạn vàng khác nhau, khiến nhiều tăng thủ phải đau đầu lựa chọn. Trước kia, nó chỉ sử dụng một khẩu pháo duy nhất, sau 77-49 lần cân bằng game mới tách thành hai khẩu riêng biệt như vậy. Ở bản PC, FV4202 bị thay thế bởi Centurion Action X, đẩy xuống cấp 8 với khẩu pháo đúng lịch sử ngoài đời 83mm, trở thành một trong những tăng hạng chung tệ nhất cấp này. Bây giờ, chúng ta sẽ đến với chuyên mục Nấu ăn cùng lính Anh. Câu chuyện diễn ra vào Thế chiến 2 trong trận Villers-Bocage tháng 6 năm 1944. Sau hành trình dài di chuyển, quân Anh đã dừng lại nghỉ ngơi, nhóm lửa nấu ăn, pha trà ấm bụng tại thị trấn này. Họ không ngờ rằng có một toán xe tăng Tiger của Whitman đã nằm chờ cách đó khoảng 200m, cũng bị ngạc nhiên vì quân đồng minh đến sớm hơn dự đoán. Tận một tiếng sau đó, trinh sát Anh mới phát hiện ra xe tăng địch, nhưng đã quá muộn. Chỉ sau 15 phút, những cỗ xe tăng Đức bắn hạ 13 chiếc Cromwell và Firefly, cả đoàn xe vận tải gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, một pha úp sọt nhớ đời của người Đức. Đây có thể là một trong những lý do người Anh chế tạo máy đun nước pha trà, hâm nóng khẩu phần ăn ngay trong xe để an toàn thưởng thức cũng như tiện cho việc chiến đấu ngay. Liệu họ đã rút kinh nghiệm rồi sao? Không, chúng ta vẫn còn một câu chuyện dở khóc dở cười khác xảy ra giữa các binh lính Anh và chiếc Centurion MK5 AVRE, phiên bản sử dụng lựu pháo 165mm. Trong lúc nấu nướng bên trong xe, lính tăng đã vô tình để lửa bén vào động cơ. Chỉ trong vài phút, ngọn lửa đã bùng lên, bao trùm lấy chiếc xe tăng. Một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra khi lửa lan tới hầm đạn chất đầy 40 viên Hess, cuốn thêm một chiếc Centurion khác nổ theo. May mắn làm sao, chỉ có vài anh lính bị thương nhẹ mà thôi. Chắc chắn Gordon Ramsay sẽ rất tự hào với màn nấu ăn có 102 này. Gerson 1008 là dự án pháo chống tăng đầu những năm 1960. Với tác pháo gật, hệ thống nạp đạn tự động nhằm gia tăng sức mạnh và cải thiện đặc tính cơ động của xe. Trong game, kíp lái của nó gồm 3 người, chỉ huy, pháo thủ và lái xe. Nhưng trên thực tế, nó chỉ cần lái xe và chỉ huy kiêm pháo thủ để vận hành chiến đấu. Những vị trí này được đặt ở hai bên tháp pháo, cùng với hệ thống chiến đấu riêng biệt. Trong những tình huống khẩn cấp một người bị thương, thì người còn lại có thể tiếp tục điều khiển xe, tiêu diệt đối phương rồi rút lui an toàn. Vị trí lái xe thường thấy trên tăng thiết giáp, trở thành nơi gắn hệ thống giáp chất lỏng bằng dầu diesel, có tác dụng rất tốt trong việc bảo vệ xe, khả năng chặn đứng đạn hít với độ xuyên lên đến 600mm. Trọng lượng của giáp cũng nhẹ hơn so với việc sử dụng vật liệu kim loại nặng, giúp giảm chi phí sản xuất cũng như tăng khả năng di chuyển cho chiếc xe tăng này. Anh em không còn xa lạ với pháo chống tăng FV4005, mục đích tạo ra để tiêu diệt các xe tăng Liên Xô thế hệ mới, không gì khác là anh ba. Để chắc chắn một phát đi luôn,
họ sử dụng cỡ nòng khủng 183mm gắn lên khung gầm của chiếc Centurion MK3. Khi khai hỏa, khẩu pháo giật về sau tận 69cm, sản sinh ra một lực lên tới 87 tấn, gần như bay cả xe. Để tránh độ giật quá lớn như vậy, người ta đã giới hạn độ xoay của tháp pháo, lắp thêm một cái gầu giảm chấn ở sau. Trước khi bắn, kíp lái sẽ hạ nó cắm vào đất. Như thế sẽ giảm áp lực lên thân xe bằng cách truyền lực giật xuống đất. Về uy lực, chỉ sau 2 phát bắn, nó đã phá hủy hoàn toàn chiếc Centurion, khiến tháp pháo bật ra. Đối với con Quero, số phận không khá khẩm hơn là bao. Tháp pháo bị lệch hẳn sang một bên, các lớp giáp rỗng ở phía trước và xung quanh xe đều bị xé toạc hoàn toàn. Mạnh mẽ là thế, nhưng dự án này được cho là lỗi thời, thiếu tính thực tế, kém cơ động và dễ dàng bị tiêu diệt. Người Anh đã hủy bỏ việc sản xuất hàng loạt, FV-405 chính thức vào viện bảo tàng nghỉ ngơi sau này. Người anh em sử dụng chung cây hàng với nó cũng có số phận khá hẩm hiu. FV-215B-183 cũng chỉ dừng lại ở mô hình bởi sự phát triển của tên lửa chống tăng Mankara 193mm. Một giải pháp vừa kinh tế vừa hiệu quả hơn để tiêu diệt dòng tăng IS. Ở bản Ghost PC, nó đã bị thay thế bởi Badger trong sơ đồ công nghệ, trở thành xe tăng sự kiện hiếm khi quay trở lại. Thật may cho anh em Blitz, chiếc xe này vẫn còn cày lên được. Tiện nhắc đến hai chiếc FV, anh em có biết đã từng có một dự án khác của Anh trang bị nòng pháo 183mm chưa? Đấy chính là chiếc Manticore, tác hạng nhẹ cấp 10 trong game bản PC. Tên thật là Chimera, một dự án pháo chống tăng sử dụng tháp pháo gật với băng đạn tự động phát triển vào năm 1955. Nó dùng để cung cấp hỏa lực phòng thủ chống tăng phía sau bộ binh, nhưng đã có nhiều vấn đề phát sinh. Đầu tiên, kích thước bé khiến nó chỉ mang được tối đa 4-5 viên đạn. Và trên hết, cái lực pháo gần như nhức bổng chiếc FV-405 kia. Chỉ cần khai hỏa thôi là cả người cả xe bay vào hư vô, còn chúng kẻ địch hay không thì... Cũng có một chiếc xe tháp pháo gần khác, chính là chiếc Caliban, con quái vật hạng nặng đúng nghĩa với cỡ nòng 6 inch, một đề án khắc chế xe tăng Xô Viết sau Thế chiến 2. Thông số thiết kế cho thấy băng đạn có 8 viên cùng với thời gian nạp chỉ 10 giây mà thôi. Điều đáng sợ nhất, ngoài đạn HES truyền thống ra, nó còn có thể bắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật. Quả này mà vào game, bắn phát chắc xong trận luôn. Kết quả sẽ là hòa vì cả đội ta lẫn đội địch thành sát vụn. Chúng ta sẽ đến với một pháo chống tăng rất thú vị, Archer, được chế tạo trên khung gầm tác hạng nhẹ Valentine. Nòng pháo được bố trí ngược về phía đuôi xe. Khi chiến đấu với đối phương, phải xoay 180 độ. Trên thực tế, thiết kế pháo ở sau giúp rút ngắn chiều dài thân xe, ngụy trang hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, việc rút lui sau khi giao tranh cũng dễ dàng trên chiếc xe này. Thông số trên được áp dụng vào game khi tốc độ lùi nhanh hơn tiến. Để tận dụng độ cơ động, bạn điều khiển ngược so với bình thường. Đây cũng là tăng vàng có hệ số cài bạc cao nhất game World Blitz, lên tới 230%. Nó chỉ được bán ở những dịp đặc biệt với cái giá chỉ khoảng 2.500 vàng mà thôi. Và để tráng miệng, mình sẽ đưa mọi người về năm 2016, kỷ niệm 100 năm chiếc Mark 1, xe tăng đầu tiên sử dụng trong một trận chiến. Wargaming đã tổ chức các sự kiện để người chơi nhớ đến nó. Với bản PC, chế độ đoàn hộ tống ra mắt với cách chơi tấn công phòng thủ. Mọi người sử dụng xe thiết giáp Lancaster ở Thế chiến 1 cũng được coi là xe tăng bánh lốp đầu tiên trong game. Với đội phòng thủ, hãy tìm các quả bom rải rác trên bản đồ, sử dụng để phá hủy xích, khiến Mark 1 mất 20% máu, ngăn cản nó đến căn cứ trong thời gian giới hạn. Với đội tấn công, họ cần bảo vệ chiếc Mark 1 đang di chuyển, cố gắng tìm bộ sửa chữa khi xích bị hỏng. Đừng dại dột tấn công đống sắt thép di động này, bởi Mark 1 sẽ khai hỏa hai khẩu pháo bên hông, có thể húc bay màu ngay lập tức. Bạn có thể hồi sinh vô hạn, tìm các vật phẩm như súng máy hay đạn cỡ lớn để tiêu diệt kẻ địch nhanh hơn. Một chế độ chơi rất thú vị, khiến nhiều tăng thủ đùa xe bắn súng mãi không thôi. Còn bản Blitz, bạn sẽ được lăn xích trên chính chiếc Mark 1 huyền thoại dưới dạng xe tăng cấp 1, dùng cho sự kiện diễn ra vào tháng 9 năm 2016. Một chế độ chơi đặc biệt chỉ có xe tăng Mark 1 chiến đấu với nhau trong một bản đồ pháo đài. Đó là những sự thật thú vị về xe tăng Anh cho số Blitzfact ngày hôm nay. Vẫn còn nhiều điều hay ho đang chờ đón các bạn ở phía trước. Vì vậy, đừng quên thích video, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi nhiều nội dung hay hơn trong tương lai nhé!